trời mưa nhiều quá. Ở đây nước ngập luôn mà nước chảy là nó ảo ảo luôn. Vô hư đám ruộng. Bây giờ nước ở đây linh láng. Lấy. Ừ, tích tiết. Ở đây người ta đang ấy mà ta cấy nè, bây giờ nước nó ngập. Cái cống nước nó thoát không kịp. Quanh núi nè, nước nó chảy nó đưa về đây nè. Chảy không kịp con nó tràn lên ruộng lên đường luôn. Này cũng sâu lắm mà bây giờ nước phải chảy về đây nó ngập hết.
với cái chỗ mà mình nướng con mặt lưới quá ở cám quá anh thấy còn chim này không những cái còn cái cống này chỗ này mà nó mặt lúc luôn trước thì nó chảy khỏi kịp nó tràn ra đồng lúa này thì cũng còn lúa nó còn xanh thành thử cũng không sao cái lúa chín mà nước kiểu này là hư hết. Bắt cá thôi anh cá lồng cộng có mấy anh chim én là nó bắt mấy con côn trùng nó bắt đàn bà vô. Mưa hai ngày nay là nước linh láng ở trên này luôn.
núi nó bao quanh là mưa là nó chặn lại cho nó đưa dồn về đây. Chỗ này không có lối nước mà thoát á, không có đường nước cho không có cái đường cho nước nó thoát, thật sự ra nó bị ứ rồi, nhưng một ngày hai ngày là nó sẽ rút hết. Chỉ có bây giờ thì đang nước nhiều thì nó ứ rồi nó chảy không kịp. Cái ruộng ở trên kia nó cao lắm, còn cái ruộng dưới này nó thấp, mà chỗ này không có chỗ thoát nước.